Lần nữa thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ theo dõi lại một phóng sự lời khuyên để phòng tránh bệnh lý viêm phổi. Lời khuyên giúp phòng tránh bệnh viêm phổi ở người cao tuổi. Người cao tuổi cần ở nơi thông thoáng, không hút thuốc lá. Ăn thức ăn mềm, ăn thêm rau xanh và trái cây dễ tiêu hóa và đủ chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng. Cần vận động cơ thể bằng mọi hình thức tùy theo sức khỏe và điều kiện của từng người. Cẩn thận khi phải ra vào những nơi có máy điều hòa nhiệt độ để không bị nóng lạnh đột ngột. Hàng ngày cần uống khoảng từ 1,5 đến 2 lít nước. Hy vọng rằng với những thông tin, những lời khuyên từ phía chuyên gia y tế thì người cao tuổi sẽ có thêm được những kiến thức để có thể phòng tránh được bệnh lý vốn được coi là khá phổ biến hiện nay. Thưa quý vị và